Từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam sẽ tham dự đối thoại Shangri-La lần thứ 17 tại Singapore, theo lời mời của Ban tổ chức đối thoại Shangri-La. Chuyến tham dự đối thoại Shangri-La 17 của đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò tích cực, chủ động, trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực. Thể hiện thiện chí của Việt Nam, mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các nước trong việc giải quyết các thách thức an ninh chung. Qua đó xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác vì hòa bình và phát triển. Đối thoại Shangri-La lần này có 5 phiên toàn thể. Dự kiến, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch sẽ có bài phát biểu quan trọng tại đối thoại. Bên lề đối thoại, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Quốc phòng các nước.